triển hàng hóa cồng kềnh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng xe đẩy hàng 4 bánh, đó chính là xe đẩy hàng HD150A. Xe này thì có một vài điểm khác so với những xe trước đây mình quay, đó chính là xe này có thể rút gọn được, kiểu dáng thì nhỏ gọn và dễ sử dụng. Để biết thêm chi tiết thì các bạn hãy xem hết video này nhé. Đây chính là thùng xe đẩy hàng HD150A. Giờ thì mình sẽ bóc hàng ra. Xe đẩy hàng HD150A thì sẽ đi kèm là 4 cái bánh xe này và một chiếc xe. Nếu bạn muốn sử dụng thì bạn cần phải lắp lại một bánh xe nào. Và mình đã lắp xong 4 bánh xe đẩy hàng rồi. Khi sử dụng thì bạn cần kéo phần một tay cầm vào đây. Nếu như bạn muốn phần sàn xe rộng hơn thì bạn có thể rút cái phần sàn ra. Kích thước của sàn khi được rút gọn là 410x420mm. Còn khi được mở rộng ra thì kích thước sẽ tăng lên 50% là 625x420mm. Dòng xe này thì được thiết kế 4 bánh xe. Một bánh xe này thì được thiết kế khá là chắc chắn, có khả năng chịu được tải trọng tốt. Xe thì sẽ có hai bánh trước có thể xoay chuyển linh hoạt và có hai chốt. Khi bạn sử dụng thì bạn mở chốt khóa này ra, còn khi không sử dụng thì đóng chốt khóa vào. Đường kính của 4 bánh xe là 110mm. Tính cả chốt thì sẽ là 120mm. Để xe ở bất kỳ vị trí nào cũng không lo bị chiếm nhiều diện tích. Xe đẩy hàng HD150 có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình không? Nếu các bạn vẫn chưa biết nên mua xe đẩy hàng ở đâu thì hãy tham khảo ngay xem đi Hà Nội nhé. Đường link của xe đẩy hàng này thì mình để ở dưới phần mô tả, các bạn có thể ấn vào để tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để đón chờ xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.